Từ năm 1887, tiến sĩ A.B. Simpson đã hình dung ra sự chinh phục nước An Nam cho Đấng Christ. Các giáo sĩ đầu tiên của họ Phúc Âm Liên Hiệp đã đến vùng đất này, nay gọi là Việt Nam, vào năm 1911. Trong năm đó, ông bà mục sư E.F. Irwin đã bắt đầu đến thăm làng Hải Châu. Gia đình giáo sĩ Irwins đã bước vào một quốc gia có thung lũng xanh tươi và có đồng bằng châu thổ phong phú, và đất đai màu mỡ rất thuận lợi cho việc canh nông. Nhưng làm bạn với người dân địa phương thật là một vấn đề hết sức khó khăn. Khi hội Phúc Âm Liên Hiệp gửi ông bà đến để rao giảng Tin Lành, họ đã hoàn toàn nhận thức được tình trạng khó khăn mà họ phải đối diện. Trong 200 năm trước khi họ đến đây, sự thống trị của nước ngoài đã để lại một di sản là sự căm thù người ngoại quốc. Ông bà Irwins đã rời quê hương Canada và bạn hữu của họ để đến Việt Nam hầu thiết lập một ranh giới mới cho Đấng Christ. Trong một thời gian ngắn, họ đã phát hiện trở ngại to lớn trong vùng đất hiểm thù này. Các bậc cha mẹ đã dạy con cái thù hận người nước ngoài. Lê Văn Thái, thủ lãnh tự nhiên của các trẻ em khác, đã dẫn đầu việc quấy khóa những người nước ngoài. Khoảng 50 năm trước đó, đã có một số cơ đốc nhân đến thăm làng Hải Châu. Tất cả các nhà truyền giáo đã bị vua Tự Đức tàn sát. Vua cho rằng công giáo La Mã với những kẻ xâm lược từ châu Âu đều giống nhau. Ngay cả bây giờ, người ta cực lực chống lại cơ đốc giáo. Thiếu niên Lê Văn Thái trông đợi giây phút này. Em biết cha mẹ sẽ không cản trở sự quấy nhiễu đối với các nhà truyền giáo. Anh trai của em không chia sẻ nhiệt tình đó. Ông bà giáo sĩ Irwin vẫn kiên trì và liên tục đến thăm làng Hải Châu. Tiếng reo hò và sự quấy rối của các trẻ em theo ông bà Irwin khắp nơi. Từ xa, những người lớn tuổi ngấm ngầm nỗi uất hận. Anh của Thái là Long và người bạn là Nam thì lại thích các nhà truyền giáo. Trước đó, họ đã từng nghe giảng đạo. Một số người khác quan tâm về sứ điệp của ông bà Irwin mang đến. Hiện tại, đã có một số nhỏ người thường xuyên nhóm họp để tìm hiểu Tin Lành. Các con đã nghe lời dạy rằng, hãy thương yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch. Nhưng ta bảo các con, hãy thương yêu kẻ thù nghịch. Long nhìn với mối quan tâm về hành động của người em. Nhà truyền giáo là mục tiêu lý tưởng để hạ hiếp. Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Đây không phải là cuộc họp đầu tiên anh của Thái đã tham dự. Nhiều lần anh đã nghe những người truyền giáo nói về con của Đức Chúa Trời là Đấng đã chết cho mình, và anh đã được khuấy động một cách lạ lùng.
Ngày hôm đó, thậm chí Lê Văn Thái cũng xúc động trước sứ điệp về tình yêu. Người ném đá đã được dành sẵn để trở thành một bình gốm của Đức Chúa Trời. Gia đình của Thái lâu đời theo Phật giáo và Nho giáo. Mỗi khi có người trong gia đình bị bệnh, họ đều cầu nguyện với linh hồn của tổ tiên họ. Các cuộc cúng tế được thực hiện tại đền thờ địa phương. Họ cho rằng hạnh phúc của gia đình họ phụ thuộc vào sự kính trọng đối với người quá cố. Cha của Thái đảm nhận trách nhiệm lo việc thờ tự. Truyền thống đòi hỏi phải giữ đúng các nghi lễ. Thiếu niên Thái chịu ấn tượng của các nghi lễ, nhưng anh Long thì lại bối rối trong lòng về những điều đó. Kể từ khi anh nghe thông điệp tin lành, các mối nghi ngờ đã nổi lên trong tâm trí của Long. Anh tự đặt câu hỏi về công đức của việc cúng tiền mã, hay việc thắp hương, hoặc cầu nguyện với tổ tiên. Gia đình anh rất sùng bái việc thờ cúng tổ tiên. Nếu anh trở thành một cơ đốc nhân, anh sẽ chuốc lấy cơn thịnh nộ của gia đình và cộng đồng vì anh có tội đã từ bỏ tổ tiên. Tuy nhiên, Long đã quyết định để tìm hiểu thêm. Một vài tháng sau, Long, anh của Thái và người bạn của anh đã đến với Đấng Christ. Họ đã nhận lễ báp têm để công khai làm chứng cho sự tái sinh của họ. Lê Văn Thái đã bí mật theo dõi để rình xem. Trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Amen. Cha của Thái sẽ làm gì khi ông biết được việc này? Anh của Thái đã bất chấp truyền thống của gia đình. Anh đã bỏ đạo thờ ông bà. Anh đem sự sỉ nhục cho gia đình. Thái tự hỏi, có nên báo cáo việc này cho cha không? Đó là một ngày trọng đại cho Long và Nam. Trong một khoảnh khắc, hai cậu bé đã quên rằng họ sẽ phải đối diện với cha mình. Cha của Nam đã nghe rằng con trai của ông đã từ bỏ niềm tin của họ. Trong khi đó, ở một nơi khác trong làng, tin tức về sự tin Chúa của Long vẫn chưa đến tai gia đình anh. Cha của Thái là một người rất nghiêm khắc. Không phải dễ dàng tránh né các câu hỏi dồn dập của cha về sự vắng mặt của anh trong bữa ăn tối. May mắn thay, cuối cùng Long cũng đã xuất hiện. Anh đã ngăn chặn được cuộc khủng hoảng của gia đình. Đêm đó, trước khi hai anh em đi ngủ, Long chia sẻ với Thái một phần phúc âm dầu bị cấm đoán. Thái hiếu kỳ hỏi anh về niềm tin mới của anh.
Nam, bạn của Long, đã phải trả giá rất đắt cho niềm tin mới của mình. Hình phạt anh đã phải chịu từ cơn thịnh nộ của người cha không phải là việc bất thường cho những thiếu niên nào tin nhận đấng Christ. Bây giờ, người trẻ tuổi mới tin Chúa này phải trốn khỏi làng để tránh cơn thịnh nộ của gia đình. Nàng quyết định đi về hướng Nam để tham gia các cơ đốc nhân khác và bắt đầu cuộc sống mới. Phải dũng cảm mới có thể trở thành một cơ đốc nhân. Nghịch cảnh tăng cường sự can đảm cũng như tô bồi các mối quan hệ bởi tình yêu của các cơ đốc nhân. Hai anh em chuẩn bị thực phẩm cho một cuộc hành trình dài. Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ gặp lại. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Theo chỉ dẫn của người anh và được sự khích lệ của nhóm tín hữu ngày càng gia tăng trong làng, Thái trưởng thành trong sự hiểu biết về đức tin của mình. Trong năm đó, cậu đã nhận đấng Christ là vị cứu tinh và Chúa của mình. Thái bắt đầu đi học ở trường Kinh Thánh mới được xây dựng tại Turin. Một trường Kinh Thánh cho phụ nữ cũng được mở cửa cùng lúc với trường dành cho nam giới. Sự kiện này rất quan trọng đối với Thái vì cậu đang đặc biệt quan tâm đến một cô gái. Thái đã biết yêu, đem đẹp tuyệt vời khi cô gái nhận lời làm vợ chàng.